À, chúng ta sẽ tiếp tục với bài số 7 là kết nối với server. Bài 7 này kết nối React Native với server. Thế thì bây giờ giả sử như mình có một cái đây, giả sử như mình có một cái này đúng không? Cái này có một cái file, có một cái API như thế này. Nó cho phép bạn đọc dữ liệu từ server, đọc dữ liệu từ mạng về như nhỉ. Chúng ta có một cái file JSON như thế này. Nhiệm vụ chúng ta phải đọc lên và đưa lên một cái flashlist. Chúng ta làm nào? Chưa, bạn tắt cái này đi. Như là ok rồi. Ta tạo thành bài số 7. Ctrl S nghi là L71. Đọc theo kiểu function nhé. Read function .js read data. Cái đọc theo kiểu function. Thì cứ import trước React from React. Import cái gì đó đúng không? Kiểu gì cũng có cái view chắc chắn. React Native. Rồi ok, cái chúng ta cần đây là như là một cái flashlist. Bây giờ ta khai báo này. Cũng công sang. Ta đặt một cái viết một cái hàm ở đấy, đúng không? Cái hàm tên là gì đây? L7 read data bằng rồi ok bằng một cái này đấy, sau đó ta export đúng không? Default tên cái hàm này vào. Ok chưa? Thì ở đây ta sẽ định nghĩa một cái. À, như vậy chúng ta sẽ phải thiếu liên quan đến dữ liệu thì kiểu gì bạn phải dùng cái state nhé. Bạn sẽ dùng này là use. Rồi. Use state. Thế thì ở đây ta sẽ định nghĩa một cái state như thế này. State này hay là use state này. Đấy. Đúng không? Trong đó ta định nghĩa các trạng thái như thế nào? Thứ nhất là trạng thái mà data nhá. Data. Nghĩa là cái data này này. Đấy, đúng không? Dữ liệu là data thì nó sẽ set gì? Set data, đúng không? Cho nó viết hoa nhé. Dữ liệu data thì nó sẽ set dữ liệu là data. Dữ liệu data này thì set data. Ok chưa? Và cái khởi tạo của nó thì ta không khởi tạo nó, khởi tạo bởi một cái mảng. Đấy. Thế thôi. Rồi. Tiếp theo, chúng ta sẽ định nghĩa một cái hàm. Định nghĩa một cái hàm. Để chúng ta xử lý cái này. Nghĩa là chúng ta sẽ dùng một cái là như thế, ta sẽ dùng cái này. Đấy, use effect nhé. Ui, chết rồi. Effect. Rồi, ok. Bây giờ ta mới định nghĩa này.
ta lại khai báo tiếp một cái use effect. Ok, nó sẽ có những cái nội dung nằm ở trong này. Thế thì ở đây bạn sẽ phải sử dụng một cái, tôi thấy là ok, thế là một. Thế cái effect ở đây là gì? Chúng ta sẽ phải khai báo một cái, xóa lại đi. Thôi, cứ thế này. Đây là con này. Effect này. Thế thì ở đây chúng ta sẽ, cái này là phần dữ liệu nhá. Chỗ này là để chúng ta, nếu mà có data thì ta sẽ set data. Ok, và chúng ta đẩy vào cái mảng ở đây. Cái đầu tiên chúng ta sẽ, phần này chúng ta sẽ có một cái đường dẫn, đúng như nhỉ? Nghĩa là ta sẽ có phép. Đấy, phép cái gì? Phép cái này. Cái mà chúng ta vừa mới có đường link ở đây, nghĩa là cái chúng ta cần phép. Ok chưa? Đấy. Sau đó chúng ta chấm này, gen nhỉ? Tức là sau khi đã có đường dẫn thì ta làm cái gì? Thì ta thực hiện tiếp là chúng ta lấy cái phần mà nó hồi đáp bằng respond. Ok, cái phần hồi đáp, tức là cái hàm nó là respond, tức là cái hàm và cái tham số là respond, thì ta sẽ gọi đến cái respond đấy chấm json. Yeah. Nghĩa là ta lấy theo kiểu JSON. Yeah. Tham số respond thì ta sẽ chuyển thành JSON. Yeah. Sau khi có JSON rồi thì ta có chấm gen tiếp. Đúng không? Là đã có tham số là JSON. Thì ta chuyển thành cái gì? Là set. Ta sẽ set data. Đúng không? Data ở đây chính là cái JSON. Chúng ta sẽ xem cái đây nó là cái gì đây. Đây movie đúng không? Đây, thủ tính này, movie nhá. Đây. Như vậy là chấm gì? Chấm movie có cái này vào. Đấy. Chấm movie. Rồi ok, tức là đã có JSON thì ta chuyển thành JSON.movie, nghĩa là chuyển ra các movie đúng nhá. Nghĩa là từ phần trả lời từ server này ta chuyển thành JSON này, từ JSON ta chuyển thành các cái đối tượng movie nhá. Nếu có lỗi thì ta chọn là get. Get ở đây thì ta sẽ có này là error, đúng không? Và ta sẽ đẩy get ra là console chấm error và ta truyền error ở đây. Rồi ok, và cuối cùng là finally thì ta không cần tham số gì cả, đúng không? Ta thực hiện giải phóng thôi. Nghĩa là ta bỏ cái loading đi. Như vậy muốn có loading thì ta phải thêm một cái loading đây. Thực ra bạn không cần phải loading ở đâu, nhưng thôi, cho đẹp thì ta cứ sử dụng cái loading nhé. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ dùng một cái nữa. Đấy là cái useState state. Copy cái này. Muốn sử dụng loading thì ta sẽ sử dụng là cái là trạng thái là eload, đúng không? Eload. Còn đây là set load hay là load đi, load này. Set load và useState là chu. Load là set load chu. Thế lúc này chúng ta mới ghi là chỗ này là gì? Finally ta sẽ set gì? Set load và chuyển là full. Đấy. Full, ok chưa? Thì đấy, cái đoạn ngoặc này đến đây là ok. Thế còn return thì có thể bỏ chỗ này đi nếu như mình không cần dùng, đúng không? Và chỗ này
nó bỏ đi, bởi vì chúng ta chuyển cái bảng vào đây. Đấy, thì đây chính là cái hàm mà chúng ta sẽ đọc dữ liệu, ok chưa? Ok, như vậy là đây ta định đến đây rồi. Thế bây giờ cái hàm này xử lý xong nhé. Đây cái này, bạn để ý dấu ngoặc nó đến đây. Đây phần này là phần xử lý dữ liệu này. Phần này đọc dữ liệu này. Ok chưa? Còn phần này là hiển thị lên hiển thị này. Thì chúng ta sẽ có return. Đấy. View đúng không? Rồi ok. Chúng ta mới định dùng cái flatly được này. Flatly. Thế nhỉ? Đấy. Flatly thì chúng ta sẽ có mấy cái thuộc tính, chắc các bạn còn nhớ đúng không? Đấy là thuộc tính data. Đúng không? Thì sẽ nhận giá trị chính bằng cái data ở trên, đúng không nhỉ? Chính là cái data ở trên đấy. Ok chưa? Và chúng ta có cái thuộc tính thứ hai là key extractor. Nghĩa là ta lấy về cái key extractor thì chúng ta sẽ sử dụng cái key của nó đúng không? Cái trường hợp thứ nhất là ta truyền vào cái key extractor này thì ta sẽ truyền vào nhiều thứ nhỉ. Truyền vào cái gì bây giờ nhỉ? Chúng ta sẽ truyền vào một cái tham số nào đấy để trả về ID. Đúng không? Tham số nào đấy để trả về ID thì chắc chắn là cái tham số đấy nó sẽ là có thể là ID. Đúng không? Có thể là ID này. Là ID đi. Đúng không? Và index đi. ID index thì trả về ID. Truyền vào ID index thì nó sẽ trả về ID các bạn. Rồi ok, cuối cùng là gì? Render gì? Render item. Thì sẽ bằng cái này. Đối với render item thì các bạn chú ý là ta sẽ truyền vào một cái là cái gì để trả về. Ta sẽ truyền vào item đi. Và ta sẽ trả về một cái text để hiển thị, chị nhỉ? Trả về một cái text để hiển thị. Thì ta trả về cái này đi. Text. Ok. Và ở đây, cái text này sẽ là hiển thị các thông tin. Các thông tin đây thì chúng ta sẽ hiển các thông tin đầu tiên này là item. Là item này. Chấm title. Chưa có title rồi. Item chấm gì đây? Title nhá, cái này. Và cái thứ hai ta có một dấu phân cách nhá, nhá. Tham số thứ hai là item chấm cái gì đây? Really. Đấy, cái này. Ok chưa? Item chấm title và item chấm really year. Thế thôi, đúng không? Đây là hết phần view. Rồi. Bây giờ ta sang đây ta gọi thử xem nó có chạy không. Ta sẽ thêm vào đây. Đóng này lại. L71 read data function đúng không? L71 read data
function. Không biết nên không đây. Ấy, không ra. Mới giống phải. Nhưng mà chứng tỏ là nó cũng hiển thị đúng cái dòng rồi đúng không? Một dòng, hai dòng, ba dòng, bốn dòng, năm dòng. Chỉ có điều là chúng ta đang lấy không đúng. Một, hai, ba, bốn, năm, chính xác rồi. Vậy ta sẽ kiểm tra lại cái phần lỗi. À, tại sao nó lại không lốt được cái này lên? Flatlist này, data bằng data, ok. Key extractor, chúng ta dùng cái ID index. Index không được khai báo à? Index không được khai báo. Thế thì nó cho vào đây. Index không được khai báo. Chưa đúng không? Thì trả về ID. Trả về ID này. Rồi, render item. Thì chúng ta sẽ có à đây, à, title đi. Really year, đúng rồi này. Flatlist data, data này, key extractor. Key extractor. Tôi bỏ key extractor xem nào. Đúng. Item này, text. Ai tìm đến title. Vấn đề vẫn là có ý kia chapter. Cái chapter này. Còn add data, data trên này data là đúng rồi này. Set data state. Nó đọc được rồi đấy, nhưng mà vấn đề nó đang bị không lấy đúng. Movie json.movie set data json.movie nếu có lỗi thì được đây console error finally set load info chia này bằng chu rồi thì đúng info đúng không use state là đúng rồi còn gì nữa nhỉ data này. ID index thì trả về ID thôi. Render item. À, có lẽ chỗ này. Ấy, thì sao rồi? Ok chưa? Bởi vì cái item này của chúng ta nó đang bị nó lấy theo cặp giá trị cho nên chúng ta không thể truyền được một cái mà truyền nhiều cái cho phải có dấu ngoặc này. Cái key extractor này đơn giản thì có thể như thế. Vẫn được đúng không? Đấy, nó đơn giản thì bạn sẽ lấy giá trị như thế này. Nghĩa là tóm lại ở đây là cái gì? Cái hàm này là hàm đọc dữ liệu này. Ok. Đọc dữ liệu thì chúng ta sẽ có mấy cái. Thực ra là đơn giản nhất ý, là các bạn chả cần cái này. Finally, bạn bỏ này đi. Không ai không sao cả. Thì cái này ta không cần nữa. Đấy. Oh, ok. Đấy, thì nó đơn giản nhất. Còn hiển thị đây, chúng ta chỉ cần
sử dụng cái này đúng không? Data đây, phần đọc dữ liệu đây, đọc thành công đến đây đúng không? Thì ở đây bạn chú ý này, cái chỗ này chúng ta phải sử dụng cái state. Nếu mà dữ liệu chuyển vào data thì ta sẽ set data đúng chưa, và ta đưa vào một cái mảng như nhỉ. Và chúng ta có này fetch theo đường link này, ta lấy về json đúng không, lấy về cái response của server thì ta chuyển về json, từ json ta chuyển về dạng json cho movie, thì cái movie đấy phải được lấy ở đây các bạn nhé, phải được lấy theo cái tiêu đề này của nó này, nếu không sẽ không lấy chính xác tiêu đề này, ok chưa đấy. Và chỗ này là nếu xảy ra lỗi, còn view khi hiển thị flag list thì nó cái data ở đây rồi thì nó đẩy cái data vào đây. Render item thì mỗi item thì nó trả về item.title và item.really nhé, thì nó sẽ hiển thị đúng như là như thế này đúng không? Đấy, title nó có hai trường này, title này đúng không? Nếu bạn thích lấy ID thì bạn lấy ID, nếu mà bạn muốn ID thì chúng ta sẽ lấy thêm một cái trường nữa là ID đây, bạn sẽ ghi này ID đúng không? item.id. Đấy. Ok. À, nếu mà lấy ID thì nó lại từ sao nào ID tại sao không lấy được nhỉ? item.id. item.title, item.really. Thì item.id đây kìa. Đấy, chính xác rồi đúng không? Ai tìm ra đi đây rồi, nó lấy chính xác rồi. Rồi ok, đấy là cách chúng ta đọc dữ liệu bằng cách là sử dụng cái function nhé. Thế còn nếu mà sử dụng class thì nó cũng dễ thôi đúng không? Sử dụng class thì chúng ta cũng thực hiện tương tự. Thì ở đây trường hợp nếu mà dùng class thì chúng ta sẽ khai báo lại đúng không? Khai báo lại một tí. Thế nên là nếu class thì bạn sẽ làm như này, new này đúng không, không phải cái này, new file Ctrl S L72 read data class.js đúng không? Thì cái này làm đơn giản thôi, chúng ta cũng có import chưa? React